ra đây. Chào bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm xin giới thiệu về cái động cơ phát điện BLDC 2APD 24 2448. Đây, trên tay mình thì bộ sản phẩm này có kèm theo 6 con diode để các bạn lắp thành mạch chính lưu và chuyển từ dòng điện 3 pha xuống điện 1 chiều. Đây. Thì mình nói qua về tính năng của cái động cơ này, các bạn có thể sử dụng nó để vận hành các cái thiết bị như một cái động cơ bình thường. Và tính năng mà mình thấy mà trên thị trường hay sử dụng đó là để chế các cái máy phát điện hay là làm mô hình nhằm mục đích là tái tạo lại các cái năng lượng như năng lượng gió, năng lượng nước hay là các cái năng lượng dư thừa, các cái mô đun chuyển động, các cái động cơ khác. Đây. Thì nếu mà các bạn sử dụng để vận hành các thiết bị thì điện áp của nó mình cấp vào đây là khoảng từ 24 đến 48 và dòng không tải của nó là khoảng 200 mA, tốc độ là trong phạm vi là từ 1.600 đến 3.300 vòng trên một phút. Và trọng lượng của nó thì khoảng 540 gram. Đây, 540 gram thì cũng khá là nhỏ gọn đối với một cái động cơ phát điện. Đây. Thì bây giờ mình đo kích thước để cho các bạn xem nào. Đây, ở đây mình có một kích thước kẹp này, thì là chiều dày này. Đây, khoảng 48 mm. Chiều này đó khoảng 64 và cái đầu dài của trục đây khoảng 24 mm. Và mình sẽ đo cái đầu trục của nó này. Đây. Khoảng 8. Đúng, gần 8 đấy các bạn. Đây 8. 8 mm. Thì bây giờ mình sẽ demo cái tính năng chế máy phát điện cho các bạn xem. Thì theo khảo sát trên thị trường thì mình thấy cái động cơ này người ta thường sử dụng với cái mục đích đó. Đây. Bây giờ mình sẽ test cái tính năng chế cái máy phát điện sử dụng cái động cơ BLDC ở đây. Thì ở đây mình không có, tức là không ra được ngoài để đón gió hay là lắp lên xe máy hay là xe đạp gì. Thì mình sẽ đây, ở đây mình chuẩn bị một cái động cơ 7V5 này, cái loại 10.000 vòng ấy. Và sử dụng cái bộ điều tốc DK20. Đây, các bạn có thấy đây, bộ DK này. Thì cái bộ này mình nói qua về bộ này thì bộ này cái công suất của nó lên tới 20A. Đó. Có nút chỉnh cái đáp này để điều chỉnh cái tốc độ cho động cơ DC. Và nguồn vào là từ 6 đến 60V. Đó. Và qua một cái khớp nối trục này. Đó. Vào động cơ phát điện BLDC. Và đây thì là động cơ phát điện 3 pha nên các bạn phải lắp thêm một cái mạch chỉnh lưu cầu 3 pha này. Ở đây mình đã lắp này. Đấy. Hai con này ra một pha, hai một, đây các bạn có thể đâu, bên kia, 1, 2, 3 dây vào giữa ba con 1, 2, 3 và đầu ra này, đây là dương này, đây dương này các bạn, dương này, dưới này là âm, cuộn cho qua một con tụ này để cho nó ổn định và đặt công suất theo nhé, rồi. Ở đây mình sử dụng nguồn 12 nhé, để nuôi cho bộ điều tốc và động cơ 7V5. Rồi. Thì mình sẽ tiến hành đo cái điện áp ra ở các cái tốc độ khác nhau. Đây, thì ở đây mình đưa hai cái đầu ra, đây là âm này, vào âm của đồng hồ này, dương và dương của đồng hồ. Đây. Mình sẽ tiến hành cấp nguồn và tăng dần tốc độ cho cái động cơ 7V5 này và đo điện áp ra đồng hồ. Bây giờ mình sẽ bật lên này. Đó, tốc độ tăng dần các bạn nhìn thấy quay khá là chậm nhưng mà điện áp đã lên 12V này, được rồi, tăng dần lên. Đó,
thì ở mỗi một cái tốc độ khác nhau, thì cái điện áp ở đầu ra nó sẽ khác nhau. Thì ở tầm 3.500 vòng nó sẽ rơi vào tầm 45 V. Thì cái động cơ này là tối đa là 10.000 vòng với cái mức lý tưởng ấy. Còn theo mình thì là ở cái mức mà khi mà có tải này vào rồi thì nó sẽ không đạt được như thế, chỉ tầm 7-8.000 vòng nó sẽ tăng lên. Xem tối đa được bao nhiêu. Thì cái tốc độ này các bạn có thể tăng được những nữa hơn thế, nhưng mà ở cái tốc độ vừa vừa thì động cơ sẽ được bền hơn đó. Bây giờ mình sẽ để tầm 12 V và đáp lại cái này. Thì bây giờ mình sẽ để tầm điện áp từ 12-15 và kết nối nuôi cho cái máy khoan đây. Đây các bạn thấy khá khỏe, tăng lên một chút đó. Qua từ cái VCD này. Thì cái video giới thiệu về cái giới thiệu và test về cái động cơ phát điện PLDC này của nhóm bên đây là kết thúc. Thì các bạn có thể chế thêm cái bộ chuyển động này, bộ chuyển động để tăng cái tốc độ cho con động cơ này. Đấy. Và lưu trữ cái nguồn điện tái tạo này vào ắc quy hay là pin để sử dụng trong các cái trường hợp khẩn cấp hay là chờ mất điện. Rồi. Các bạn có thể sử dụng nó để tái tạo năng lượng gió hay là làm tu bin nước, hay đơn giản là lắp vào cái máy tập thể dục để tập thể dục buổi sáng, vừa tập thể dục vừa tạo ra điện. Rồi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của nhóm và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.